hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Sau đây là tập những bài nhạc đó remix phần một thể hiện sự hào hùng, khí phách của non sông đất nước cùng với đó là dòng máu chảy mãnh liệt trong lòng của mỗi người dân nước tại Việt Nam mà bạn không nên bỏ qua. Bạn thích nhất bài hát nào comment cho tôi biết với nha. Remix đầy sôi động và cảm xúc sẽ đưa bạn trở về thời kỳ hoàng kim của âm nhạc Việt Nam. Anh đang đùa hành quân pháo lăng dài chiến dịch. Tập những bài nhạc hát về Việt Nam được remix cực hay mà bạn nên nghe. Bạn thích nhất bài nào?
nghĩ trần lê tình bà trưng bà chiều sống âm vang trong gió sống danh đầm chôn xác quân ngoài xa khúc dân ca nơi tôi sinh ra tự hào biết bao.